Thưa quý vị, xác định công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công cách mạng là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, những năm qua, quận Ngũ Hành Sơn đã triển khai nhiều việc làm cụ thể thiết thực nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Đây là căn nhà của mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Trà ở phường Hòa Hải. Nhà mới sửa, hôm nay lại có lãnh đạo phường đến thăm nên mẹ rất vui. Mẹ Trà năm nay đã hơn 100 tuổi, có hai con là liệt sĩ. Vừa qua phường Hòa Hải hỗ trợ 30 triệu đồng giúp gia đình sửa chữa lại căn nhà để mẹ và con cháu ổn định cuộc sống. Phường hy vọng là để con ăn được, mình xin được mình giờ chữa được cái nhỏ cửa ở những khó khăn cho tự thấy trong mình con ơi, chứ còn không dùng ra mà nó là mình lượng chứ được. Thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2014-2022, quận Ngũ Hành Sơn đã huy động gần 48 tỷ đồng giúp hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho 1.046 nhà người có công, trong đó xây mới 296 nhà và sửa chữa 750 nhà. Cao điểm nhất là năm 2018, quận đã triển khai xây mới và sửa chữa nhà cho hơn 300 hộ chính sách với kinh phí hơn 13,6 tỷ đồng. Phường thành lập đoàn xuống kiểm tra khảo sát lại theo cái mong muốn của gia đình. Trên cơ sở đó thì phải phân lộ ra những cái hộ gia đình nào sẽ tiến hành sửa chữa, những hộ nào sẽ xây mới. Rồi xây mới thì nó có nằm trong dự án hay không? Nếu không nằm trong dự án thì có cái dự án trên địa bàn phường thì sẽ tiến hành cho xây mới. Thì trong năm qua thì đã xây mới được 119 nhà và sửa chữa được 343 nhà với tổng số tiền là hơn 19 tỷ đồng. Hiện nay quận Ngũ Hành Sơn có 1.914 liệt sĩ, hơn 5.200 người có công với cách mạng. Toàn quận có 491 mẹ Việt Nam anh hùng và hiện có 17 mẹ còn sống, cùng hàng ngàn thương bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bị địch bắt tù đầy. Những năm qua, quận luôn quan tâm chăm lo chu đáo cho gia đình chính sách, người có công bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Ở trên địa bàn, từ đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ cho đến các em học sinh, sinh viên, chị em tiểu thương đều có những hoạt động rất là thiết thực trong nhiều năm qua. Chúng ta có thể thấy là đã có một phong trào đền ơn đáp nghĩa lan tỏa từ quận đến phường, đến khu dân cư bằng những hành động rất thiết thực. Ngoài ngân sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố Đà Nẵng, hàng năm quận Ngũ Hành Sơn đã trích ngân sách hơn 5 tỷ đồng để tặng quà cho người có công dịp lễ Tết, đồng thời hỗ trợ cho 1.870 người có công cách mạng ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra còn trích kinh phí hỗ trợ các vật dụng thiết yếu sinh kế cho các gia đình chính sách khó khăn. Từ việc vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa cũng như các nguồn huy động khác, quận Ngũ Hành Sơn cũng đã quan tâm đầu tư tu bổ nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Đã nhiều năm nay, cứ đến ngày 14 rồi ngày 30 âm lịch hàng tháng, những nén nhang thơm, những ngọn nến tri ân vẫn đều đặn được các bạn đoàn viên thanh niên thắp sáng trên mỗi phần mộ của các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn quận. Tri ân quá khứ để cùng thắp sáng tương lai.